Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có những phương pháp cắt bao quy đầu nào? Ở thời điểm hiện tại, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có hai phương pháp cắt bao quy đầu. Phương pháp 1 cắt bằng các dụng cụ phẫu thuật và phương pháp 2 sử dụng máy cắt dùng một lần. Ưu điểm của phương pháp 1 cắt bằng dụng cụ phẫu thuật, bác sĩ sẽ dùng kéo và dùng các dụng cụ phẫu thuật như phanh để tạo hình dây thắng và cắt phần bao quy đầu. Bác sĩ sẽ sử dụng dao điện để cầm máu và khâu lại vết mổ. Ưu điểm của phương pháp này, sau khi cắt xong đến buổi sáng hôm sau, khi dương vật cương lên thì sẽ không bị đau nhiều và chỉ là chỉ tự tiêu nên sẽ tiêu trong 10 đến 15 ngày. Phương pháp thứ hai, sử dụng máy cắt bao quy đầu dùng một lần. Phương pháp này ưu điểm nhanh, gọn, ít đau. Tuy nhiên, việc sử dụng cầm máu bằng các đai nhựa sẽ có thể khiến cho buổi sáng ngày hôm sau khi dương vật cương lên theo sinh lý nó sẽ gây đau. Cả hai phương pháp đều không cần phải cắt chỉ bởi vì những đai của máy dùng một lần sẽ tự động rơi trong vòng 10 đến 15 ngày. Tuy nhiên, quý anh là nên qua kiểm tra các vết mổ để bảo đảm là việc vô trùng của vết mổ và bảo đảm vết thương nhanh lành. Khi gặp các vấn đề về nam khoa, hãy không ngần ngại mà liên lạc với bác sĩ Long ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Xin cảm ơn.